Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập hôm nay là 380. Quỳnh tiếp tục kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh có thật. Nếu mọi người thích tập truyện này, mong mọi người hãy cho Quỳnh một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo. Mọi người có thể gửi chuyện cho Quỳnh qua hai đường liên kết, qua Gmail là nguyenthiyenquynh01a@gmail.com, qua fanpage Facebook là yquỳnh23. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những câu chuyện trong tập ngày hôm nay Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng gửi về cho Quỳnh, không có ý định công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong mọi người nghe nó mang tính giải trí và khách quan. Giờ chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay kể về hai vụ tai nạn kinh hoàng trước và trong trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình. Thì những cái học sinh trong trường và những người xung quanh trường ngày hôm đó, người ta bị khiếp đảm, người ta bị sợ. Tại vì hai vụ tai nạn này xảy ra liên tiếp nhau, nó cách nhau khoảng 30 đến 45 phút thôi. Vụ đầu tiên á là khoảng 11 giờ rưỡi, gần giờ ra về. Vụ thứ hai á là gần 12 giờ trưa, ngay giờ linh luôn. Quỳnh sẽ gọi bạn gửi chuyện cho Quỳnh tên là Tiêu. Bạn này nói hai vụ tai nạn, hai nạn nhân của nó đều là học sinh của trường, đều học lớp lớn, lớp 12, gần tròn 18 tuổi. Vụ tai nạn đầu tiên bạn không chứng kiến được, nhưng nó xảy ra kế lớp bạn học. Thì có một cái anh này quậy có tiếng, sổ đầu bài là thường xuyên có tên anh luôn. Anh thường xin cô đi ra ngoài xong rồi lén lén trốn học đi chơi, mà đặc biệt là hay leo rào. Cái hôm đó tiết cuối, anh xin cô đi ra ngoài, không thể nào mà đi thẳng đến cổng đi ra ngoài được. Cô bác bảo vệ đang đứng canh, thế là anh tìm vị trí mà dễ leo rào á, anh leo. Thì anh đã leo rào thành công vài lần rồi. Thì hàng rào của trường bạn á là có những cái thanh sắt, những cái đinh sắt nó nhọn nhọn vậy nè, dùng để chống trộm. Nhưng rồi không rõ ma xui quỷ khiến như thế nào, lúc anh leo lên vậy nè, gần qua rồi nha, anh leo lên là hai chân đứng giữa cái hàng rào, là chuẩn bị đưa cái chân bên trong ra bên ngoài là nhảy ra được rồi. Cái anh bị chặt chân xong á thì nó lệch cái người anh, khiến cho anh bị mất cái phương hướng, anh buông tay nè. Cái thanh sắt nó đâm thẳng vô ngực anh luôn, rất rất là sâu nha, gần chỗ tim á. Thì máu nó trào ra, nó nhiễu tổn. Mọi người ta ở trong trường, người ta thấy người ta la lên, rồi ở bên ngoài trường cũng la lên. Thế là bác bảo vệ chạy ra, rồi thấy anh nằm bất động, sủi lơ người nè, sợ quá. Rồi kêu thêm một số thầy á leo lên đưa anh xuống, rồi bắt đầu đưa anh vào bệnh viện ngay lập tức. Tại vì thấy là máu nhiễu nhiều quá và cái vị trí đâm là gần tim, rất là sâu. Thì khi mà vào bệnh viện, may mắn đi là không ảnh hưởng đến tính mạng. Cái vị trí đâm á là kế bên trái tim luôn. Bác sĩ bảo lệch một xíu nữa thôi, nó đâm thẳng vô tim là đi tong đời. Thì khâu lại cho anh, nằm viện vài ngày sau đó xuất viện. Anh chụp hình up lên Facebook là biết là sức khỏe hồi phục tốt. Sau đó cứ ngỡ là sẽ tởn và bỏ đi cái thói hư tật xấu đó. Không, anh tiếp tục trốn học đi chơi. Nên là mỗi lần anh xin ra ngoài sẽ có bạn học đi theo hoặc là giáo viên đi theo, sợ là anh sẽ lại bị như vậy nữa. Và lần sau chưa chắc may như lần đầu, rồi nhà trường phải chịu trách nhiệm. Mắc ở tuổi 18 nữa, cái tuổi đang đẹp. Rồi tiếp đến là sau vụ tai nạn của anh khoảng 30-45 phút, lúc đó học sinh đã ra về hết rồi. Bạn Tiêu cũng như vậy luôn. Thì khi mà bạn Tiêu được bạn của mình trở về đến nhà, chưa kịp làm gì, mới xọt cái quần vô, mới thay cái quần thôi nha, thì bạn của Tiêu á quay đầu xe kêu lớn tên Tiêu á: Tiêu, ê, gần trường có vụ tai nạn ghê lắm kìa, đi xem không? Bạn đang ở trong nhà nghe như vậy mới tò mò chạy ra, leo lên xe cho ông bạn nó chở đi. Thì lúc mà ngồi trên xe, bạn suy nghĩ rồi mấy cái ông đam mê tốc độ chạy nhanh là không đội nó mạo hiểm ùn ga chạy xe kiểu la ca lất cất á bị tai nạn nữa chứ đâu, thì khu vực đó hay quẹt xe lắm. Cái con bạn mày nó nói là mất mạng, có người chết. Lúc này thấy nguy hiểm nha, cái xe của con bạn bạn càng tiến gần cái khu vực ngã tư gần trường á, bạn thấy là có những người ta đứng bên đường, có những người đậu xe lại coi, rồi có xe ben, nhiều người đậu xung quanh lắm. Con bạn nó mới chạy qua một cái lỗ trống, bạn thấy là trên đường á nó có màu đỏ đỏ máu. Chạy qua một cái khoảng trống nữa, bạn nhìn vô bạn ám ảnh cái khung cảnh đó luôn. Bạn nói nó ám ảnh cực kỳ. Bạn thấy một người đang nằm ở dưới đất á, không xác định rõ nam hay nữ. Và bạn thấy là cái người đó bị cán mà cái hộp sọ nó méo xẹo luôn, óc nó văng ra ngoài, máu bê bết trên mặt đường, ngũ quan, mắt, mũi, miệng bị xáo trộn, nó méo mó, không nhận ra được. Rồi tay chân bị cán biến dạng, nằm rất là xót, rất là thương. Thì khi mà bạn nhìn, bạn thấy là cái người đó, cái người bị tai nạn mặc cái đồng phục của trường bạn là nữ, xe đạp còn ở kế bên nữa. Thì lúc này nước mắt bạn tự động rơi.
Trời giữa trưa 12 giờ 12 giờ mấy, nó nóng, nó nực, nó nắng, nhưng mà bạn khóc á, nước mắt bạn rơi, nhưng sống lưng của bạn thì nó buốt, nó lạnh, ốc o bạn nó lạnh hết luôn. Cái bạn sợ, tại vì chị của bạn á cũng chạy xe đạp đi học, cũng học trường này. Bạn không nhìn rõ người con gái đó là ai. Cái lúc này là bạn kêu bạn của bạn nó chở tao về đi, chở tao về đi, thì bạn của bạn nó chở bạn về. Trên đường là cái đầu của bạn chỉ nhớ cái hình ảnh của chị đó thôi. Rồi xong về đến nhà bạn gặp mẹ, bạn hỏi: mẹ ơi, chị hai về chưa? Mẹ ơi, chị hai đi học về chưa? Bạn nhảy cẳng lên vì lo lắng, bạn kể cho mẹ nghe cái tai nạn gần trường á. Thì mẹ cũng bắt đầu lo, rồi tìm mọi cách có thể liên lạc với chị bạn. Ngặt nỗi chị bạn lái xe đạp đi học, không mang điện thoại, sao mà liên lạc đây? Rồi nghe đâu cái chị bị tai nạn á, chị này ở Vĩnh Phú, gia đình bạn cũng ở Vĩnh Phú luôn. Bạn lo nha, lo mà kiểu run cầm cập luôn, cứ đợi là coi xíu nữa coi chị có về không, xíu nữa coi chị có về không. Thì may mắn là khoảng 3 đến 5 phút sau, chị bạn thong dong lái xe vào trong sân nhà. Lúc này là mẹ với bạn mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi chị có biết vụ tai nạn gần trường không. Thì chị nói biết, chị cũng biết cái chị bị tai nạn, chị đó tên là Hờ, mình sẽ gọi là Hòa, có đi học chung mà xe đạp với một chị tên là Hờ luôn, nhưng mình sẽ gọi là My cho mọi người dễ hình dung. Thì lúc mà ra về, My chở Hòa về đến nhà, cái Hòa nói: chết rồi, để quên cái mũ cối trên lớp, sợ là chiều nay người khác là sẽ lấy hoặc là sẽ mất, do đó là quành ngược lên trường lấy. Thì đổi tay lái, chị Hòa chở chị My lên tới trường lấy cái mũ cối, chạy ra khỏi trường mấy khúc ngã tư thôi. Thì do là trưa học sinh đã về gần hết rồi, chỉ lác đác trên đường là vài chiếc xe học sinh, một chiếc xe công nông. Thì hai chị chạy từ 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 như là đạp xe đạp xe. Một chiếc xe container, xe ben loại lớn á, nó chạy phía sau, nó không thấy hai chị gì á, bắt đầu nó lấn, nó muốn vượt qua chiếc xe công nông á, cái nó lấn qua cái đường mà hai chị đang chạy, nó tông hai chị nha. Thì tông chị My á ngồi đằng sau văng một đoạn, cái nó cán qua xe, cán qua chị Hòa luôn. Mà lúc cán qua rồi nó chưa có dừng lại nha, nó cán tiếp, lần đầu tiên cán qua mình, lần thứ hai cán qua đầu thì mới dẫn đến tử vong. Cái anh mà tông hai chị, cán qua chị Hòa, anh này cán hai lần xong bị hoảng nha, chạy tiếp rồi chạy rồi đậu bên đường á, mở cửa xe ra lại thấy mà chị Hòa bị vậy, xong rồi ngồi quỵt xuống lề đường kế bên cục điện á, ngồi cười như điên như dại á. Thay vì khóc là anh cười hả hả hả. Còn chị My bị tông văng một đoạn, bắt đầu đứng dậy, vẫn còn tỉnh, coi bạn mình có sao không, mà lại thấy bạn mình mất ngay tại chỗ, mất một cách rất là xót, là đau như vậy. Thì chị sợ, thương cộng hoảng loạn, chị ngồi quỵt xuống co ro một chỗ luôn. Cái lúc mà bạn đến bạn coi vụ tai nạn á, có rất nhiều người đứng coi, thì đa số mọi người đều khóc chứ không phải một mình bạn. Nhìn cái cảnh chị Hòa nằm giữa trưa ở trên đường như vậy thôi mà nhận dạng không có được nữa, người ta xót, người ta đồng cảm. Những cô chú lớn tuổi á, là bậc làm cha làm mẹ rồi á, khóc sướt mướt luôn. Thì cứ bạn xem bạn thấy là có một cô mà cô đó khóc đến ngất xỉu, thì ra là mẹ của chị Hòa. Có anh shipper cái bên á, là anh đó cũng khóc, rồi xong rồi cùng mọi người đưa mẹ chị Hòa về nhà, chứ đứng ở đó tỉnh là còn khóc nữa. Sau đó xác của chị Hòa được đưa về nhà làm đám tang. Thì khi mà đưa xác về rồi, có điện báo cho hai chị gái ở xa cho lấy chồng xa, nhưng mà hai chị đó không tin, lúc đầu cứ nghĩ là tai nạn bình thường quẹt xe này kia thôi. Đến khi mà nói em mình mất rồi, hai chị đó càng không tin, rất là trẻ ngoan giỏi mà lại mất như vậy. Thì nói chuyện hơn nửa tiếng hai chị đó mới bắt đầu chấp nhận nha, và đặt vé máy bay bay về liền trong ngày. Nhà chị Hòa gần nhà bạn Tiêu, thì trong suốt 3 ngày làm đám tang á, Tiêu nói là cái tiếng trống kèn từ đám tang của chị nhà chị Hòa giỏi quá, bạn cảm giác nó nặng nề, nó ai oán, nó xót, nó thương. Thật sự làm cho những người mà đi đám tang hoặc là gần khu vực đó, người ta cũng tiếc cho chị Hòa rất rất là nhiều. 18 tuổi còn nhiều cái dự định dang dở, chị Hòa chết trẻ, chết ngay giờ lên gần 12 giờ trưa, thêm là còn nhiều chấp niệm nên cực kỳ linh luôn. Thì đầu tiên á, là chị về chị nhét những cô chú bán hàng rong, là 4 đến 5 giờ sáng cô chú sẽ đẩy cái xe hàng của mình á, đến cái khu vực gần trường để bán. Thì khúc mà đẩy xe qua cái ngã tư hồi xưa chị bị tai nạn là bắt đầu nghe một giọng người con gái phía sau: dạ con chào cô chú. Thì lúc này cô chú mới giật mình quay qua nhìn đó, chị đứng phía sau á, đứng mà cái mặt á thì bét nhầy, nó ngũ quan xáo trộn như nè, rồi chị cứ đứng nhìn cô chú thôi. Có người thì bỏ chạy, có người á là phải làm ngơ quay mặt tiếp tục đẩy, mà miệng thì liên tục niệm Phật. Rồi tiếp đến á là bác bảo vệ gần trường, bác này là ngủ ở trong một cái gọi là cái chốt ở trường luôn.
Thì bác lớn tuổi rồi nên là có hôm là 3 giờ 4 giờ sáng bác thức. Cái hôm đó bác thức rồi, bác ngồi trong chốt, bác nhìn ra ngoài đường vậy nè, nhìn ra mọi thứ xung quanh là còn nhiều suy nghĩ trong đầu của bác nha, đang suy nghĩ về cuộc đời. Cái bắt đầu thấy ở ngoài cổng đó, có người gái đẩy cổng bước vô. Bác mới đứng dậy lon ton chạy ra thì thấy cổng nó đóng, nó khóa ở trong luôn, làm gì có người gái nào. Rồi có những cái hôm là mới bốn mươi mấy 5 giờ sáng thôi, thấy một người con gái á, lái xe đạp mà lái xe lon ton trong sân trường gì đó, bác chạy ra thì mất tiêu. Mà rất nhiều lần rồi nha, có cái lần á, mà thấy là cái mặt người con gái này á, nó bị chảy, nó giống như thịt nó rớt rớt xuống á, thì mới biết á, là chị Hòa. Tới bây giờ ai mà đi qua cái đoạn đường ngã tư đó, đi rạng sáng hoặc là tối đi dạng yếu vía là có thể thấy chị đó đứng ở ngã tư, hoặc là sẽ nghe được giọng người con gái nói trong gió xin đi nhờ xe. Thì con bạn của bạn cách đây khoảng 1 tuần thôi, tối đó nó chở bạn đi chơi về, thì nhà bạn là ở dưới ngã tư, nhà nó trên ngã tư. Lúc nó đi về á, nó nghe được giọng người con gái ở trong gió mà nó ồ mà nó rít lên lắm, nói rằng em ơi cho chị đi nhờ xe, xe chị hư rồi. Nó nghe khúc đó xong nó sởn ở trong da gà luôn, mặc dù là nó mặc áo khá là ấm nha, mình nó vẫn sởn da gà, nó rùng ở chân mình, cái nó ùn ra á, nó chạy riết riết về nhà. Là từ đó về sau nó với bạn á không có dám đi đường trên là cái đường ngã tư đến trường nữa, mà toàn đi cái đường sau, cái đường luồng khác không à. Gia đình có đến vị trí chị bị tai nạn nhờ sư thầy làm một cái lễ gọi hồn. Trong quá trình làm lễ đó, chị lên chị nói rằng á, chị không có về đâu, đến khi nào chị kéo được một người xuống á, thì chị mới về được. Thì gia đình vẫn tiếp tục đang làm để làm mấy cái lễ á, gọi chị về nhà, không có cho chị đi lang thang khắp nơi như vậy, hại người khác nữa, cũng tội chị còn trẻ. Rồi nghe là mọi người lớn tuổi ở khu vực gần đó kể, thật sự cách đây mười mấy năm có một anh trai cũng chết trẻ ngay khu vực đó, có thể là anh đó là người kéo chị xuống, và chị thế vị trí của anh đó kéo tiếp một người. Bạn nói cái chị My đi chung với chị Hòa, sau khi chị Hòa bị tai nạn xong là chị My rụt rè nha, ở trong nhà không à, hạn chế tiếp xúc với mọi người, chị này ngủ thì hay gặp ác mộng giật mình, nói chung là chị thu mình lại đó. Trước khi chị Hòa mất có nói với bạn bè xung quanh và cả cho bạn Tiêu nữa, thật sự bạn Tiêu biết chị Hòa mà lúc mà chị bị tai nạn là nhìn không ra luôn. Thì chị bảo là chị sẽ thi vào trường đại học Bách Khoa, mọi người biết Bách Khoa là đại học rất là khó vô, mà chị muốn thi vào đó thì khả năng của chị là học rất rất là giỏi rồi đó. 18 tuổi mà mất phải dẹp lại những cái ước mơ, những cái dự định sau này. Người thân thì mỗi lần nhìn di ảnh là khóc là xót, tại vì ra đi quá trẻ. Cái anh mà gây ra tai nạn cho chị Hòa không biết là có đi tù hay không, nhưng chắc chắn là có bồi thường. Thì theo như lời mà bạn Tiêu kể, cái đoạn đường đó có thể là cũng có nhiều xe qua lại, mà toàn là xe lớn, xe công nông, xe ben không à. Mấy bạn học sinh ở trường đó hoặc gần khu vực đó, lái xe nhớ quan sát thật kỹ, cẩn thận nha. Mang nó bảo hiểm thì để bảo vệ bản thân mình. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là của bạn Thư gửi về, kể về bác Hưng của bạn gặp một con quỷ ở trong rừng. Bạn Thư thì ở ngoài Bắc, bạn kể chuyện này xảy ra lâu dữ rồi, lúc đó bác Hưng còn trẻ. Thì bác Hưng nói là lúc đó là làng chưa phát triển đâu, đa số người ta đi làm ruộng, người làm việc tay chân hoặc lên rừng đốn củi chặt cây. Thì cái thời điểm đó là buổi sáng sẽ đi ra ruộng làm, trưa chiều hoặc tối rảnh á, là sẽ từ cái làng lội 3 4 tiếng lên đến cánh rừng đằng sau làng á, để đốn củi chặt cây. May mắn cái hôm nào mình chặt được cái cây gỗ quý mình bán với giá cao là tiền chặt một hôm ăn được cả tuần cả tháng, còn không thì mình đốn củi mình mua chút gạo chút muối mình để trong nhà thôi. Đợt đó là kiểm lâm không có chặt chẽ như bây giờ, là tầm trưa chiều tối vậy đó, mình lén lén là mình lên mình chặt được. Bữa đó là do là bằng buổi trưa nên là tối á là 7 8 giờ bác ấy ngủ, người bạn là anh trai á là lên rừng đốn củi với bác. Thì trong quá trình mà đi lên rừng, mọi người vừa soi đèn vừa đi vừa nói, rồi mọi người cũng kể chuyện tâm linh cho nhau nghe, đàn ông với nhau không à, do đó là kể chuyện ma nó vui nó hài nhiều hơn là sợ. Thì mọi người cười nói giỡn hết, bác Hưng buột miệng nói thôi, ôi chào tôi đây đó giờ không sợ ma, có gặp bao giờ đâu, có thấy bao giờ đâu mà sợ. Mọi người tiếp tục đi cũng cười nói vậy đó, đến vị trí chặt củi thì mọi người chặt vừa nói chuyện với nhau, thì tổng là 6 người đi đi rồi về dần 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 dần, còn một người cuối cùng với bác Hưng đó là 2 người. Cái người đó chặt xong rồi mới nói ê tôi về về chung không, thì bác Hưng kêu không không về trước đi. Bác Hưng để ý được một cái cây, bác Hưng muốn chặt cái cây đó xong thì mới về. Thì lúc này cái người đó về còn một mình bác Hưng ở lại.
Hôm đó không có trăng, đường thì nó tối mờ tới mịt, ở trong rừng nữa nó cũng lạnh. Ánh sáng duy nhất là từ cái đèn dầu mà bác mang theo. Chặt xong thì bác đem dần dần số củi, số cây của mình á, chắc xuống xe đạp chạy về. Xong hết, lên xe chạy về. Chạy hơn nửa đoạn rồi, chạy rất là bình thường, thong dong, không có suy nghĩ gì trong đầu hết. Thì cái lúc này á, đang chạy cái xe nó bị khựng lại bắt chợt, cái bác bị chúi nhũi ở đằng trước. Mà ngay cái đoạn đường không có nhà dân nữa, bác mới nhìn ra đằng sau. Thấy ngay á, là không rõ nam nữ nha, mà cái người đó nhìn bác. Tay thì giữ cái yên xe, yên sau của bác á, không cho bác chạy. Không nói gì nhiều chứ, bác xuống xe, bác kêu đi ra, đẩy người đó như nè, là người đó buông cái yên ra nha. Bắt đầu là bác lên xe bác đạp tiếp, thì vừa đạp được vài bước thôi, lại thấy người đó ngay trước mặt. Mà rõ ràng nãy giờ không thấy người đó đuổi theo, không nghe tới bước chân luôn, mà lúc này là ngồi trước mặt, đứng trước xe của bác á, xong rồi nhìn bác, rồi hả cái họng ra thì bác thấy cái họng nó to, nó bự mà ở trong nó đỏ loét giống như có lửa ở trong như đó. Còn mắt á thì nó đen thui luôn. Da hồi nãy thấy bình thường mà giờ tự nhiên nó trắng nhách. Trời bác sợ. Cái này là tâm lý chung của con người thôi nha, là bắt buộc thấy những cái gì nó quái nó lạ là phải sợ. Bác chụp xe đạp đó, bác chạy ngược lại phía đường hồi nãy tại vì thấy có nhà dân, thì bắt đầu chạy ngược lại phía đó. Xong là ở nhà ở đậu người ta tới sáng hôm sau mới về. Rồi cũng kể cho người ta nghe, rồi kể cho bạn bè nghe nữa. Thì mới nghe nói là cái cô đó, cô chết lâu rồi, chết mười mấy năm rồi, và cô thường xuyên nhắc những người đi qua đoạn đường này lắm. Mà cái lúc mà bác về là khuya nha, là cũng 9-10 giờ tối á, không phải sớm. Nên là bị cô nhắc là đúng rồi, nên là hạn chế đi đi, không là bị nhắc nữa đó. Cái này có phải gọi một bài học của sự tham lam không ta? Nếu bác Hưng về chung với những người bạn thì đâu có bị cô này nhắc. Những người bạn của bác về rất an toàn nha, bác không ở lại một mình. Chặt cái cây gỗ mà bác cho là quý thì sẽ không bị cô đó nhát. Thì khi mà buổi sáng bác ra, bác thấy là đống củi mất tiêu, chỉ còn mỗi xe đạp thôi. Trời ơi may đó, người ta không lấy chiếc xe đạp của bác. Có một câu chuyện nhỏ như thế này, thì trong quá trình mình đăng những câu chuyện buồn ngãi lên fanpage Facebook của mình đó, thì có nhiều bạn bình luận. Có một bạn là bạn nói hồi xưa bạn có đọc được một cái câu chuyện người ta đăng lên Facebook, người ta là người nghe, người trực tiếp bị á, kể lại. Thì câu chuyện đó là người chồng này là kỹ sư, xong rồi lên vùng cao làm công trình, bắt đầu yêu một người con gái trên bản, rồi ở với người ta. Rồi bắt đầu vợ ở nhà nè, ở dưới đồng bằng ở mấy năm trời luôn, không nghe một tin tức gì của chồng, không thấy chồng gửi tin về, mà đã có con với chồng rồi, vợ mà thì có một hay hai đứa đó. Xong rồi bắt đầu vợ thương nhớ chồng quá, dẫn con rồi cùng mẹ chồng á, lên tới cái vùng mà chồng làm á, tìm chồng. Lên trển tìm thấy chồng của mình rồi, mà thấy chồng của mình có nhiều biểu hiện lạ, ngồi nói chuyện một mình không chịu về, thơ thơ thẩn thẩn. Rồi bắt đầu coi ra thì biết á, là cái anh chồng này ảnh bị thư ếm, bị cái cô gái mà đang ở chung á chơi bùa, xong rồi đưa về nhà để gặp thầy chữa trị á. Thì người chồng này á hóa điên hóa dại, cứ đòi ly dị, hét và đập đồ liên tục trong suốt mấy tuần liền luôn. Mà bắt đầu là người vợ áp lực quá, tự tử, mất, bỏ lại con cho chồng nuôi. Người chồng này lên cái vùng cao đó sống với người con gái dân tộc tiếp. Lúc mà chú đó kể với mọi người á, thì chia sẻ với một tông giọng rất là hối hận, là vì ham mê nhan sắc á, mà khiến một người thương mình, yêu mình phải áp lực, phải tự tử. Tại vì ngày nào cũng đập đồ, đánh đập vợ, la hét mà. Rồi hại bản thân mình mất vợ, hại con mình mất mẹ, và cái nỗi ân hận đó nó sẽ gặm nhấm chú này đến cuối đời luôn. Đọc xong nghe xong câu chuyện này thấy là không chỉ đàn ông đâu mà con người luôn. Nếu một người nào đã ghét, đã thù, đã hằn một ai đó mà kiểu không có đạo đức đi, thì người đó sẽ tìm mọi cách vô nhân đạo ác nhất có thể để đưa cái người đó vào đường cùng. Ví dụ như một cái vụ bạo lực học đường của một nữ sinh Hải Phòng gần đây nè, những cái học sinh đó đó còn nhỏ quá và mấy bạn đó không có đạo đức, ghét là cứ chèn ép cho người ta vào đường cùng thôi, dẫn đến cái bạn nữ sinh lớp 10 xinh đẹp, học giỏi phải tự tử. Buồn ha. Rồi, không biết mọi người có cảm nghĩ như thế nào về những cái vấn đề này, nếu có thể thì chia sẻ với Quỳnh ở phía dưới nha. Giờ thì Quỳnh đã kể hết những câu chuyện trong tập ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cuối video. Và nếu mọi người buổi tối thì chắc chắn chúc mọi người ngủ ngon và chào giấc. Bye bye, hẹn gặp trong tập sau.